Kính thưa quý vị, sáng nay tại nhà Quốc hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã chủ trì phiên họp thứ hai của đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện nghị quyết số 88 và nghị quyết số 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 được xây dựng trên quan điểm nghị quyết 29 của Trung ương về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo và nghị quyết 88 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Việc đổi mới giáo dục phổ thông nhằm mục tiêu xây dựng một nền giáo dục mở, khuyến khích phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Đến hiện tại, chương trình đã áp dụng được với khối lớp 1 từ năm học 2020-2021, lớp 2 và lớp 6 từ năm học 2021-2022 và từ năm học 2022-2023, áp dụng với khối lớp 3, lớp 7, lớp 10. Qua giám sát tại các địa phương, các đại biểu cho biết, về phương thức triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, có một số khối lớp có hiện tượng không khớp được chương trình cũ và mới. Vậy chúng ta có giải pháp gì để các khối lớp này học có chất lượng? Ngoài ra, khi triển khai chương trình mới, vấn đề cơ sở vật chất, giáo viên cần có đáp ứng ra sao? Hiện tại, ngoài Đại học Sư phạm Thái Nguyên có một lớp đào tạo theo chương trình mới, số lượng sẽ rất ít so với nhu cầu, còn giáo viên cũ được bổ trợ 3 tháng, để dạy môn tích hợp thì không tự tin. Bên cạnh đó là vấn đề giao quyền địa phương trong chủ động tài liệu giáo dục và thẩm định tài liệu thì còn có nhiều ý kiến khác nhau ở các địa phương. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, vấn đề này Bộ đã có hướng dẫn, địa phương nào khó khăn liên hệ trực tiếp với Bộ, Bộ sẽ hỗ trợ. Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào tuần cuối của tháng 6 năm nay. Kéo theo đó thì lịch tuyển sinh của các trường đại học cũng được đẩy lên sớm hơn. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, dự kiến kế hoạch tuyển sinh 2023 sẽ được công bố trong tháng 2, sớm hơn mọi năm để thí sinh có thể bắt kịp đầu năm học từ tháng 9. Năm nay, thí sinh sẽ đăng ký trực tuyến trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc cổng dịch vụ công quốc gia và không giới hạn nguyện vọng, đồng thời sắp xếp nguyện vọng từ trên xuống dưới. Trong thời hạn đăng ký xét tuyển, thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng cho phù hợp để tăng cơ hội trúng tuyển. Có quá nhiều các kỳ thi riêng bên cạnh các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã khiến cho không ít thí sinh bị ám ảnh về tâm lý. Do vậy, năm nay vẫn có nhiều thí sinh lựa chọn phương thức xét học bạ, xét tuyển sớm để giảm bớt căng thẳng và áp lực. Uống thêm vitamin, thuốc bổ não để có thêm sức lực, dành toàn bộ thời gian trong ngày để ôn luyện, chuẩn bị cho những kỳ thi quan trọng sắp tới. Thế nhưng 24 giờ một ngày dường như vẫn không đủ cho cậu học sinh lớp 12 này. Để mà học được 3 môn để mình thi vào, thi tốt nghiệp để xét vào các trường đại học đã là khó rồi. Bây giờ bọn em còn muốn để thi thêm bằng các con đường khác như là IELTS hoặc là thi đánh giá năng lực thì lại còn phải học về giảng trải đều vào tất cả các môn nên là thời gian học là không đủ. Em đang cố gắng để xin thêm giờ học. Áp lực kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vốn đã lớn. Nay nhiều em lại phải thi thêm các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy để tăng cơ hội trúng tuyển. Mỗi kỳ thi lại có cấu trúc đề khác nhau, kiến thức ôn tập cho kỳ thi này không giúp ích nhiều cho các kỳ thi kia, khiến áp lực đè lên các em tăng gấp nhiều lần. Chỉ còn 130 mấy ngày nữa là mình sẽ phải đối mặt với một trong những cuộc thi mà quan trọng nhất cuộc đời của học sinh. Không phải riêng mình con mà bạn nào cũng phải tự ý thức được rằng mình phải cày đề, bởi vì nó là một cuộc thi rất là quan trọng. Thực sự là hiện tại thì con vẫn chưa cảm thấy được khối kiến thức của mình đủ để tự tin để chinh phục những khối cái cuộc thi riêng. Mình có thể xét tuyển bằng phương thức đó chính là xét học bạ thì mình cũng đỡ được phần nào là khối lượng kiến thức mà mình phải thu nhận. Nhiều bạn cũng đang chọn theo các kỳ thi khác thế nên là quên mất kỳ thi trung học phổ thông ạ. Con nghĩ là để mà có thể làm tốt những cái kỳ thi khác như thế thì mình phải có nền tảng cơ bản trước. Và những cái kiến thức cơ bản đấy thì đến từ việc mình chuẩn bị kỹ lưỡng ra sao và thời gian mình bỏ ra cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sẽ càng khẳng định cái đấy. Tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn 100 trường công bố phương thức xét tuyển căn cứ trên kết quả học bạ. Nhiều thí sinh dường như bị lạc trong các kỳ thi, ám ảnh áp lực thi cử nên quyết định chọn giải pháp an toàn bằng cách xét học bạ. Dẫu biết xét tuyển theo phương thức này, các em sẽ phải cạnh tranh nhiều bởi điểm của các bạn học sinh trường chuyên, lớp chọn sẽ ở mức cao và rất cao.